Xin chào 500 anh em đang xem kênh. Trong tập trước, nhóm người Lâm Động đi vào Thánh Linh Đàm để hấp thu năng lượng bên trong hồ. Lâm Lang Thiên vì ghen ăn tức ở nên đã nhờ đạo khí tức thần bí bên trong cơ thể mình bố trí một trận pháp nhằm hút sạch năng lượng của Lâm Động. Thấy thế, Lâm Động chỉ biết thốt lên, ối giời ôi, lấy ra thôn phệ tổ phù dạy cho Lâm Lang Thiên lẽ sống trên đời. Mọi người cùng theo dõi diễn biến tập 43 nha. Mặt nước hồ phía bắc đột nhiên trào lên từng đợt sóng lớn. Lâm Lang Thiên hiện lên trên đầu ngọn sóng, ánh mắt âm u lạnh lẽo khóa chặt lấy Lâm Động. Tình hình bất ngờ này của Thánh Linh Đàm lập tức thu hút sự chú ý của ba người Hội Mạc Lăng. Sắc mặt họ đều thay đổi, ánh mắt lập tức chuyển sang hướng có biến, không kìm được hét lên: "Lâm Lang Thiên, ngươi muốn làm gì?" "Ba vị, chuyện này không liên quan đến ba vị, ta chỉ muốn giải quyết chút ân oán với tên tiểu tử này thôi." Lâm Lang Thiên chỉ cười thản nhiên, nói: "Nghe thế, ba người Mạc Lăng chau mày. Đương nhiên họ biết tiểu tử mà Lâm Lang Thiên nói là ai, lập tức nhìn về phía đông, thế nhưng ở đó Lâm Động vẫn đang tĩnh tại ngồi trên mặt nước tựa như không cảm thấy điều gì hết. "Lâm Lang Thiên, sau này trong Bách Triều đại chiến có khi chúng ta còn phải bảo vệ lẫn nhau, hơn nữa hai người còn đều là người của gia tộc Lâm Thị." Mạc Lăng cao mày nói: "Tam hoàng tử, ân oán giữa ta và người này không chết không xong, ta không có ý gì khác với các ngài, chỉ xin đừng nhúng tay vào chuyện của chúng ta." Ánh mắt Lâm Lang Thiên tối tăm. Nếu không phải thực lực bọn họ rất mạnh thì có lẽ hắn đã ra tay rồi, nhưng lúc này thì hắn không thể không nói lời xoa dịu bọn họ. Cảm nhận được sát khí đằng đằng từ lời nói của Lâm Lang Thiên, cặp mày Mạc Lăng nhăn tít lại, nhưng khi Mạc Lăng định lên tiếng thì một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới: "Đa tạ hảo ý của Tam hoàng tử, nhưng người này tham lam tàn độc, thủ đoạn bỉ ổi, sẽ không thay đổi vì lời nói của ngài đâu. Nếu đã thế thì cứ để hắn ra tay đi, nhưng nếu khi giao đấu có làm phiền ba vị thì xin được lượng thứ." Nghe vậy, ba người Mạc Lăng cùng khựng lại, nhìn thì thấy Lâm Động đã đứng lên, gương mặt vẫn bình tĩnh không có chút hoảng loạn. "Nếu hai người đã cố chấp muốn thế, vậy ba người bọn ta cũng không tiện nói gì nữa, vẫn mong các người tự bảo vệ mình." Đến lúc này hai bên đều đã bày tỏ thái độ, Mạc Lăng cũng không tiện nói nhiều, rồi cùng Đỗ Vân, Man Sơ lùi ra sau. Lâm Lăng Thiên chân đạp sóng, ánh mắt âm u nhìn Lâm Động, cười lạnh. Với phía Lâm Động: "Người bọn phân gia ti tiện nhà ngươi, tưởng rằng giành được vị trí đó là có thể sánh ngang với ta sao?" Dứt lời, Lâm Lang Thiên vung tay, 10 cột nước khổng lồ bắn lên, với luồng nguyên lực hùng hồn bao trùm xung quanh hung hăng lao động, động thủ thì động thủ. "Chơi mấy cái trò này ngươi sợ chưa mất mặt đủ à?" Lâm Động nhìn màn mưa, thản nhiên nói. "Muốn chết? Được, vậy ta cho ngươi toại nguyện." Lâm Lang Thiên há mồm, một ánh hào quang lóe lên biến thành một tấm kính lục giác màu đen, mặt kính xoay một cái, một đạo hắc quang cực kỳ mạnh mẽ nhằm hướng Lâm Động lao tới. Thấy luồng hắc quang có tinh thần lực khá đặc biệt phóng đến, Lâm Động lật bàn tay, một ngọn núi màu đen xuất hiện, lắc một cái liền phình to ra, chặn đứng đạo hắc quang kia. Lâm Lang Thiên liên tiếp thay đổi thủ ấn, linh luân kính lơ lửng trên đầu hắn không ngừng bắn ra vô số đạo hắc quang sắc lạnh về phía Lâm Động. Nhưng cùng lúc với việc dùng linh luân kính công kích, Lâm Lang Thiên đạp mạnh sóng, cả vùng mặt nước hắn đang đứng bỗng nổi sóng, rất nhiều tia sáng chiếu lên từ dưới nước rồi ngưng tụ lại thành trận pháp dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn Mạc Lăng. "Lâm Động, năng lượng của Thánh Linh Đàm, ngươi không có tư cách để hưởng, đem ra đây cho ta." Lâm Lang Thiên hét lên một tiếng, trong trận pháp từng cụm sóng tụ lại biến thành một con thủy thú quỷ dị. Con thủy thú này há cái mồm sâu như động không đáy rồi hít vào, lập tức nước trong Thánh Linh Đàm ào ào chảy vào mồm nó. Hơn nữa phạm vi tấn công của thủy thú là khu vực Lâm Động đang đứng, ào ào, lực thôn phệ của con thủy thú đó vô cùng lớn, nước hồ mang theo nguồn năng lượng hùng hồn của Thánh Linh Đàm bị nuốt gọn vào người con thủy thú. Còn khu vực mặt nước Lâm Động đứng đanh nhanh chóng trở nên nhạt hơn, rõ ràng là vì năng lượng đã bị hút mất. Lâm Lang Thiên chân đập sóng lớn, nhìn thân hình Lâm Động đang lắc lư thì cười thành tiếng. "Thất bại nhiều lần như vậy rồi mà ngươi vẫn không nhớ lời của ta, đừng vui mừng quá sớm." Thế nhưng, đúng lúc Lâm Lang Thiên cười thì Lâm Động lên tiếng, hắn nhìn Lâm Lang Thiên với ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng kết ấn. "Chơi trò này trước mặt ta, chỉ có thể nói não ngươi bị úng thủy rồi." Thủ ấn của Lâm Động biến hóa, chỉ thấy mặt nước hắn đứng bỗng chuyển động tròn, tốc độ tăng dần rồi tạo thành một cái hắc động khổng lồ, nhà ra cho ta. Hắc động thành hình, trong chớp mắt, một lực thôn phệ khiến người ta phải lạnh gáy bùng nổ, lượng nước đang tràn đi lập tức đứng yên, rồi nhanh chóng quay ngược trở lại. Đồng thời, lực thôn phệ dưới sự điều khiển của Lâm Động, quay ngược lại tấn công khu vực mà Lâm Lang Thiên đang đứng, ào ào, một cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc đã xuất hiện. Mặt nước chỗ Lâm Lang Thiên đứng lúc này đang hạ thấp với tốc độ chóng mặt, cảm giác đó giống như nước khu vực đó bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ vậy. Tình hình bỗng nhiên thay đổi khiến nụ cười lạnh trên gương mặt Lâm Lang Thiên đông cứng, rồi hắn vội vàng thúc động trận pháp,
con thủy thú cũng phẫn nộ gào thét, phát ra lực thôn phệ hung hãn hơn. Thấy vậy, Lâm Động chỉ cười lạnh, vung tay đánh một trường, hắc động dưới chân bay khỏi mặt nước lơ lửng trên đầu con thủy thú. Một luồng lực thôn phệ bùng phát, con thủy thú như gặp phải khắc tinh, toàn thân nứt vỡ ra, biến thành vô số cột nước năng lượng biến mất trong cái hắc động, ầm. Cùng với sự biến mất của năng lượng, thủy thú lập tức nổ tung, trận pháp trên mặt nước cũng hoàn toàn biến mất, đại trận của Lâm Lang Thiên đã bị Lâm Động phá vỡ, lần này đến Thánh Linh Đàm. Ngươi coi như đi ngắm cảnh đi, phá giải được đại trận của Lâm Lang Thiên, Lâm Động cười lạnh. Thủ ấn biến hóa, hắc động một lần nữa lại phát ra lực thôn phệ mạnh mẽ, rồi vô số luồng năng lượng xanh biếc bay lên khỏi mặt nước chỗ Lâm Lang Thiên đứng và chui hết vào hắc động. Dưới sự thôn vệ đáng sợ đó, mặt nước vốn xanh biếc dường như biến thành trong suốt với tốc độ đáng sợ, dường như chẳng còn chút năng lượng nào nữa. Trên trời, ba người Mặc Lăng đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó. Năng lượng Thánh Linh Đàm của Lâm Lang Thiên đã bị Lâm Động hút hết không còn lại gì. Mẹ kiếp, cũng quá tàn nhẫn rồi, Man Sơn tặc lưỡi nói, xem ra thật đúng như Lâm Động nói, lần này Lâm Lang Thiên chỉ có thể gọi là đi tham quan Thánh Linh Đàm miễn phí mà thôi. Lâm Lang Thiên lơ lửng giữa trời, sững sờ nhìn mặt nước trở nên trong veo một cách dị thường. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng Thánh Linh Đàm của khu vực này đã bị Lâm Động cướp đoạt sạch sành sanh. Mà sự cướp đoạt này vô cùng thô bạo, thậm chí không để lại một chút ít năng lượng nào. Điều khiến Lâm Lang Thiên kinh hãi nhất chính là, ngay cả trận pháp mà sự tồn tại thần bí trong người hắn bày ra cũng không thể chặn được thủ đoạn mà Lâm Động thi triển. Khi cái hắc động kia xuất hiện, Lâm Lang Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, trận pháp đã bố trí hoàn hảo của mình gần như chẳng có sức kháng cự và lập tức bị phá vỡ. Lực thôn vệ mạnh mẽ ban nãy của trận pháp, đứng trước cái hắc động chỉ như đồ chơi trẻ con, chẳng đáng nhắc đến, khốn kiếp, trả năng lượng cho ta. Có điều, dù kinh ngạc nhưng khi thấy nước hồ bị hút sạch năng lượng, Lâm Lang Thiên lập tức nộ hỏa xung thiên, gầm lên một tiếng, thân thể rung lên, một luồng nguyên lực hùng hồn bùng lên từ trong người, thủ ấn biến hóa, một nắm đấm khổng lồ được ngưng tụ từ nguyên lực hung hăng lao tới Lâm Động. Đối mặt với công kích đó, Lâm Động vẫn rất bình tĩnh. Tâm thần khẽ động, hắc động bay trở về, chỉ vài vòng xoáy là thôn phệ cả nắm đấm nguyên lực khổng lồ kia, rồi hắn lật bàn tay, trọng mục phong bỗng phình to, mang theo âm thanh xé gió phóng thẳng về phía Lâm Lang Thiên, vút. Thấy Lâm Động hút năng lượng rồi mà vẫn không chịu thôi, ánh mắt Lâm Lang Thiên trở nên lạnh lẽo, biến thủ ấn, linh luân kính xoay tít, một đạo hắc quang trụ bắn thẳng tới đẩy trọng ngục phong lùi về sau. Lâm Động, hôm nay ta sẽ cho ngươi thịt nát xương tan. Rõ ràng là Lâm Lang Thiên đã bạo nộ, sát khí tràn đầy trong mắt, thủ ấn biến hoa, nguyên lực hùng hồn trào dâng, ngưng tụ lại thành một con phượng hoàng khổng lồ, bao trùm xung quanh là một luồng sức mạnh như vũ bão, đại thiên hoàng ấn. Lâm Lang Thiên vung tay, con phượng hoàng nguyên lực ngẩng mặt lên trời gào rú, mặt nước hồ chấn động tạo nên con sóng cao trăm trượng. Rõ ràng Lâm Lang Thiên cũng biết sự lợi hại của Lâm Động, vừa ra tay đã thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp thế giới trọng lực. Nhìn con phượng hoàng nguyên lực khổng lồ cùng ngọn sóng kình đánh tới, Lâm Động điểm ngón tay, hắc quang lập tức lưu chuyển trên trọng ngục phong, một vòng hắc quang sáng khổng lồ bắn ra chùm lấy con phượng hoàng. Trọng lực bộc phát khiến con phượng hoàng rơi xuống mặt nước, chấn áp con phượng hoàng dãy dội dưới sức ép của trọng lực. Lâm Động biến hóa thủ ấn, trọng ngục phong một lần nữa phình to ập xuống Thánh Linh Đàm, ầm. Cả Thánh Linh Đàm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số cột nước bắn đầy trời rồi rơi xuống thành trận mưa bao trùm cả trời đất. Dưới sự chèn ép hung hãn của trọng ngục phong, con phượng hoàng gào lên một tiếng chói tai rồi nổ tung, biến thành nguyên lực tan biến mất. Lâm Lang Thiên, với chút bản lĩnh này mà cũng dám có ý đồ với ta, lẽ nào ngươi tưởng ở vương triều Đại Viêm ta không dám giết ngươi sao? Chân Lâm Động đạp trên hư không, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn Lâm Lang Thiên, cười lạnh, vậy ngươi cứ thử xem. Sắc mặt Lâm Lang Thiên tối đen, từ trước tới giờ hắn rất ít khi phải chịu thiệt thòi, nhưng từ khi gặp Lâm Động, vì vô số lý do mà hắn đều bị Lâm Động chèn ép, điều này với Lâm Lang Thiên mà nói đúng là sỉ nhục. Lâm Động nheo mắt, sát ý tràn ngập trong mắt. Sự tồn tại thần bí trong cơ thể Lâm Lang Thiên đã ở dưới đáy hồ, tính ra đây chính là cơ hội tốt nhất cho Lâm Động giết Lâm Lang Thiên. Nhưng đáng tiếc ở đây còn có ba người Mặc Lăng, nếu không thì Lâm Động đã triệu hồi huyết linh khôi ra giết Lâm Lang Thiên rồi. Có điều, dù không dùng huyết linh khôi thì chưa chắc Lâm Động đã không thể giết Lâm Lang Thiên. Dù sao thì sự tồn tại thần bí khiến Lâm Động phải e dè kia đã ở dưới đáy hồ, chưa biết chừng lúc này đã bị Tiểu Điêu và Tiểu Viêm giữ chân, đây là cơ hội hiếm có. Giết hắn đi, ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, sát ý trong mắt Lâm Động cũng trào dâng. Đồng thời cơ thể hắn như biến thành một luồng khí xanh, ngay sau đó rất nhiều đạo tàn ảnh hiện ra từ phía sau hắn, tự ảnh cửu phá. Chín đạo tàn ảnh lóe lên, nguyên lực toàn thân Lâm Động như sôi sục lên, tay trái nắm lại thành quyền, tay phải biến hóa thủ ấn, đồng thời ngưng tụ một luồng nguyên lực kinh người,
Đại Hoang Phân Hải Ấn. Lâm Động hét lên một tiếng trầm đục, nguyên lực hùng hồn lan tỏa biến thành những làn sóng biển, một đạo quang ấn phá vỡ những con sóng bay thẳng tới. Lâm Lang Thiên với sức mạnh kinh hoàng, Lâm Động ra tay cũng có công kích khá hung hãn, hơn nữa quyền ý không thức che giấu sát ý, thậm chí ba người Mạc Lang ở cách đó không xa cũng cảm nhận được rõ ràng, bất giác họ lắc đầu, quả nhiên giữa hai người có thâm thù đại hận. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.